Cô mến chào các em. Cô rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Để giờ học có hiệu quả, cô có một số yêu cầu sau. Yêu cầu thứ nhất là các em hãy chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập. Yêu cầu thứ hai là các em hãy tập trung lắng nghe cô giảng bài. Yêu cầu thứ ba là các em hãy chủ động ghi chép. Yêu cầu thứ tư là các em sẽ thực hiện theo các yêu cầu của cô nhé. Như vậy, ở tiết trước các em đã biết thế nào là câu hỏi, những tác dụng và dấu hiệu để nhận biết được câu hỏi. Câu hỏi là câu dùng để hỏi về những điều chưa biết. Vậy, ngoài tác dụng này, câu hỏi còn có những tác dụng nào nữa? Hôm nay cô và các em chúng ta sẽ cùng giải đáp những thắc mắc này nhé. Thông qua tiết luyện từ và câu. Bài dùng câu hỏi vào mục đích khác sách giáo khoa trang 142 143. Ở tiết học này, các em sẽ đạt được những mục tiêu sau. Mục tiêu thứ nhất là các em sẽ nắm được một số tác dụng phụ của câu hỏi. Mục tiêu thứ hai là bước đầu biết dùng câu hỏi để thể hiện thái độ khen, chê, sự khẳng định, phủ định hoặc yêu cầu, mong muốn trong những tình huống cụ thể. Để đạt được mục tiêu của bài học, cô và các em chúng ta sẽ lần lượt thực hiện qua ba hoạt động. Hoạt động thứ nhất đó là nhận xét, hoạt động thứ hai ghi nhớ, hoạt động thứ ba luyện tập. Bây giờ cô và các em chúng ta sẽ vào hoạt động đầu tiên của tiết học nhé, đó là nhận xét. Cô có câu hỏi số 1. Đọc lại đoạn đối thoại giữa ông Hoàng rắm với chú bé Đất trong chuyện chú đất nung. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo nhé. Ông Hoàng rắm cười bảo, sao chú mày nhắc thế, đất có thể nung trong lửa kia mà. Chú bé đất ngạc nhiên hỏi lại, nung mấy ạ? À? Chứ sao, đã là người thì phải dám xông pha làm được nhiều việc có ích. Cô có yêu cầu như sau, các em hãy tìm câu hỏi của ông Hoàng Rắm trong đoạn đối thoại trên. Bây giờ các em hãy dùng bút chì gạch dưới các câu hỏi của ông Hoàng Rắm nhé. Trong đoạn đối thoại trên, cô tìm được hai câu hỏi của ông Hoàng Rắm. Câu thứ nhất cô tìm được đó là câu Sao chú mày nhát thế? Câu thứ hai cô tìm được đó là câu Chứ sao? Trong đoạn đối thoại này còn một câu hỏi nữa đó là câu nung ấy ạ à. nhưng câu hỏi này không phải là của ông hoàng gấm mà là câu hỏi của chú bé đất đấy các em như vậy chúng ta tìm được hai câu hỏi của ông hoàng rắm là câu sao chú mày nhắc thế câu thứ hai là chứ sao vậy hai câu hỏi của ông hoàng gấm có dùng để hỏi về những điều chưa biết hay không nếu không chúng dùng để làm gì Cô và các em chúng ta sẽ tìm hiểu ở câu hỏi số 2 nhé. Câu 2, theo em, các câu hỏi của ông Hoàng Gấm có dùng để hỏi về điều chưa biết không? Nếu không, chúng được dùng làm gì? Để trả lời câu hỏi 2 này, cô và các em chúng ta cùng hoàn thành vào bảng sau nhé. Cô có bảng như sau, cột đầu tiên là câu hỏi cột thứ hai nó có được dùng để hỏi về điều chưa biết không cột thứ ba nếu không nó được dùng làm gì cô có câu hỏi thứ nhất sao chú mày nhắc thế các em cho cô biết câu hỏi này có dùng để hỏi về những điều chưa biết hay không câu hỏi này không dùng để hỏi về những điều chưa biết Vậy theo các em nói dùng để làm gì? Câu hỏi này của ông Hoàng Gấm dùng để chê cu đất nhát. Câu số 2 chứ sao? Câu hỏi này có dùng để hỏi về những điều chưa biết không các em? Câu hỏi này cũng không dùng để hỏi về những điều chưa biết mà nó dùng để làm gì nào? nó dùng để khẳng định đất có thể nung trong lửa. Ở câu hỏi 1 và câu hỏi 2, các em đã biết câu hỏi dùng để bày tỏ thái độ khen, chê, sự khẳng định, phủ định. Ngoài ra, câu hỏi còn dùng để làm gì nữa? Cô và các em chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ở câu hỏi số 3 nhé. Câu hỏi 3 trong nhà văn hóa Em và bạn xe xưa trao đổi với nhau về bộ phim đang xem. Bỗng có người bên cạnh bảo, các cháu có thể nói nhỏ hơn không? Em hiểu câu hỏi ấy có ý nghĩa gì? Vậy khi chúng ta rơi vào trường hợp này, chúng ta sẽ làm gì? Và trả lời người đó như thế nào? Thực chất câu hỏi, các cháu có thể nói nhỏ hơn không? Câu hỏi này không dùng để hỏi, mà nói dùng để yêu cầu mong muốn các cháu nói nhỏ hơn đấy các em. Nếu chúng ta ở trong trường hợp này, chúng ta không thể trả lời là có thể hoặc không thể, mà chúng ta nên xin lỗi người đó và giữ im lặng. Qua các câu hỏi trên, các em có thể thấy rằng câu hỏi ngoài tác dụng dùng để hỏi về những điều chưa biết, câu hỏi còn được dùng trong những trường hợp khác như dùng để bày tỏ thái độ khen chê sự khẳng định phủ định hay nêu yêu cầu mong muốn và đó cũng chính là nội dung ghi nhớ của bài học hôm nay đấy các em bây giờ cô và các em chúng ta sẽ đọc lại nội dung ghi nhớ của bài một lần nữa nhé hai ghi nhớ nhiều khi ta có thể dùng câu hỏi để thể hiện một thái độ khen chê. 2. Sự khẳng định, phủ định. 3. Yêu cầu, mong muốn. Bây giờ, cô mời các em đọc thầm lại nội dung ghi nhớ của bài một lần nữa nhé. Để khắc sâu kiến thức của bài nhiều hơn, cô và các em chúng ta sẽ qua hoạt động 3, đó là luyện tập cô có bài số 1. Các câu hỏi sau được dùng làm gì? Câu A. Dỗ mãi mà em bé vẫn khóc. Mẹ bảo, có nín đi không? Các chị ấy cười cho đây này. Câu B. Ánh mắt các bạn nhìn tôi như trách móc. Vì sao cậu lại làm phiền lòng cô như vậy? Câu C. Chị tôi cười. Em vẽ thế này mà bảo là con ngựa à. Câu D. Bà cụ hỏi một người đang đứng vơ vẩn trước bến xe. Chú có thể xem giúp tôi mấy giờ có xe đi miền đông không? Để hoàn thành bài tập 1 này, cô và các em chúng ta cùng hoàn thành vào bản sau nhé. Cô có câu A. Dỗ mãi mà em bé vẫn khóc, mẹ bảo. Có nín đi không? Các chị ấy cười cho đây này. Trong câu A, cô có câu hỏi có nín đi không theo các em câu hỏi này dùng để làm gì câu hỏi này của người mẹ dùng để yêu cầu em bé nín khóc câu b ánh mắt các bạn nhìn tôi như trách móc vì sao cậu lại làm phiền lòng cô như vậy chồng câu b có câu hỏi vì sao cậu lại làm phiền lòng cô như vậy theo các em câu hỏi này dùng để làm gì câu hỏi này dùng để thể hiện ý chê trách đấy các em câu c chị tôi cười em vẽ thế này mà bảo là con ngựa à chồng câu c có câu hỏi Em vẽ thế này mà bảo là con ngựa à? Các em cho cô biết câu hỏi này dùng để làm gì? Câu hỏi này của người chị dùng để chê em vẽ ngựa không giống. Cô có câu đề, bà cụ hỏi một người đang đứng vơ vẩn trước bến xe, "Chú có thể xem giúp tôi mấy giờ có xe đi miền Đông không?" Trong câu D cô có câu hỏi. Chú có thể xem giúp tôi mấy giờ có xe đi miền Đông không? Các em cho cô biết, câu hỏi này của bà cụ dùng để làm gì? Câu hỏi này của bà cụ dùng để nhờ cậy sự giúp đỡ. Câu hỏi không những dùng để bày tỏ thái độ khen chê, sự khẳng định, phủ định hay thể hiện một yêu cầu mong muốn mà câu hỏi còn dùng để thể hiện sự nhờ cậy giúp đỡ nữa đấy các em. Như vậy, ở bài tập 1 các em đã biết câu hỏi dùng để bày tỏ thái độ khen, chê, sự khẳng định, phủ định hay thể hiện một yêu cầu mong muốn, sự nhờ cậy với một tình huống cho sẵn, ta đặt câu hỏi liên quan đến các tình huống ấy như thế nào? Cô và các em chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ở bài tập số 2. Bài 2: Đặt câu hỏi phù hợp với các tình huống cho sau đây. Cô có tình huống thứ nhất. Trong giờ sinh hoạt đầu tuần của toàn trường, em đang chăm chú nghe cô hiệu trưởng nói thì một bạn ngồi cạnh hỏi chuyện em em hãy dùng hình thức câu hỏi để nói với bạn chờ xong giờ sinh hoạt sẽ nói chuyện cô mời các em đặt câu hỏi thể hiện yêu cầu trong tình huống này trong tình huống này cô có câu hỏi thể hiện được yêu cầu như sau bạn có thể chờ hết giờ sinh hoạt chúng mình cùng nói chuyện được không cô có lời khen cho những bạn nào đặt được câu hỏi thể hiện yêu cầu trong tình huống này cô có tình huống thứ hai đến nhà một bạn cùng lớp em thấy nhà rất sạch sẽ đồ đạc sắp xếp gọn gàng ngăn nắp hãy dùng hình thức câu hỏi để khen bạn cô mời các em đặt câu hỏi để tỏ ý khen bạn trong tình huống này cô có câu hỏi tỏ ý khen bạn như sau sao nhà bạn sạch sẽ ngăn nắp thế cô có lời khen cho những bạn nào đặt được câu hỏi tỏ ý khen trong tình huống thứ hai này cô có tình huống thứ ba trong giờ kiểm tra em làm sai một bài tập mãi đến khi về nhà em mới nghĩ ra em hãy tự trách mình bằng một câu hỏi như thế nào cô mời các em đặt câu hỏi tự trách mình trong tình huống này có lẽ trong đời sống hàng ngày chúng ta sẽ nhiều lần rơi vào tình huống như thế này và khi ấy chúng ta sẽ đặt câu hỏi như thế nào cô có câu hỏi tự trách mình như sau bài toán không khó sao mình lại làm sai vậy nhỉ cô có lời khen cho những bạn nào đặt được câu hỏi trong tình huống ba này cô có tình huống thứ tư Em và các bạn trao đổi về các trò chơi. Bạn Linh bảo đắt cầu là thích nhất. Bạn Nam lại nói chơi bi thích hơn. Em hãy dùng hình thức câu hỏi để nêu ý kiến của mình. Chơi diều cũng thú vị. Cô mời các em đặt câu hỏi nêu ý kiến của mình trong tình huống này. Và câu hỏi nêu ý kiến của cô trong tình huống này là Chơi diều cũng thú vị đấy chứ? Các em đã biết, câu hỏi dùng để bày tỏ thái độ khen, chê, sự khẳng định, phủ định, yêu cầu, mong muốn hay sự nhờ cậy giúp đỡ, tự trách mình. Ở bài tập 2 này, các em lại biết thêm một tác dụng mới của câu hỏi nữa. Đó là câu hỏi dùng để nêu ý kiến. Vừa rồi là một số trường hợp mà các em có thể dùng câu hỏi thay cho những lời nói bình thường trong đời sống hàng ngày. Như vậy, ở bài tập 2 các em đã biết từ một tình huống cho sẵn, các em đặt được câu hỏi liên quan đến các tình huống ấy để thể hiện thái độ khen, chê, sự khẳng định, phủ định, yêu cầu mong muốn, tự trách mình hay nêu lên ý kiến. Vậy, từ một yêu cầu cho sẵn, chúng ta đặt được tình huống phù hợp với các yêu cầu ấy như thế nào? Cô và các em chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ở bài tập số 3. Bài 3. Hãy nêu một vài tình huống có thể dùng câu hỏi để A. Tỏ thái độ khen, chê B. Khẳng định, phủ định c thể hiện yêu cầu mong muốn trước tiên cô mời các em nêu tình huống để tỏ thái độ khen chê cô có tình huống thể hiện thái độ khen chê như sau cô có tình huống thứ nhất em gái em học mụ giáo chiều qua mang về phiếu bé ngoan em khen bé sao bé ngoan thế nhỉ trong tình huống này cô có câu hỏi Sao bé ngoan thế nhỉ? Câu hỏi này dùng để tỏ thái độ khen bé ngoan đấy các em. Cô có tình huống thứ hai. Tối qua bé làng rất nghịch, bôi mực bẩn hết sách của em, em tức quá kêu lên. Sao em hư thế nhỉ? Anh không chơi với em nữa. Trong tình huống này, cô có câu hỏi. Sao em hư thế nhỉ? Câu hỏi này tỏ thái độ chê bé chưa ngoan đấy các em tiếp theo cô mời các em chúng ta sẽ nêu tiếp tình huống thể hiện sự khẳng định phủ định cô có tình huống thứ nhất như sau hè này em muốn đi học võ bạn em bảo học võ làm gì học bơi không thiết thực hơn à trong tình huống này có hai câu hỏi Học võ làm gì? Học bơi không thiết thực hơn à. Hai câu hỏi trong tình huống này dùng để khẳng định học bơi thiết thực hơn. Cô có tình huống thứ hai. Một bạn chỉ thích ăn táo. Em nói với bạn, ăn ổi cũng ngon chứ. Bạn thấy em nói vậy thì biểu môi, ăn ổi cho hỏng răng à. Câu 2 câu hỏi trong tình huống này dùng để phủ định ăn ổi sẽ hỏng răng. Tiếp theo là tình huống thể hiện yêu cầu, mong muốn. Ở câu này, các em hãy tự đặt tình huống mà câu hỏi thể hiện yêu cầu, mong muốn. Sau đó các em liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của mình để chỉnh sửa tình huống giúp các em nhé. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu rất nhiều tình huống mà câu hỏi dùng để bày tỏ thái độ khen chê sự khẳng định phủ định yêu cầu mong muốn thông qua bài học hôm nay cô hy vọng rằng các em đã hiểu đúng ý nghĩa của các câu hỏi mà các em bắt gặp trong đời sống hàng ngày và vận dụng chúng một cách linh hoạt trong giao tiếp nhé để khắc sâu kiến thức hơn Cô và các em chúng ta sẽ cùng tham gia vào một trò chơi ở phần củng cố. Trò chơi có tên gọi là Ai nhanh ai đúng. Trò chơi này được thực hiện dưới dạng trắc nghiệm. Cô có câu hỏi số 1. Em hãy chọn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Các câu hỏi sau được dùng để làm gì? Câu 1 con mèo nhà em hay ăn vụn, em mắng nó, sau mày hư thế. A. À, tỏ thái độ chê, B. khẳng định, phủ định, C. thể hiện yêu cầu, mong muốn. Cô mời các em đưa ra lựa chọn của mình. Và đây là lựa chọn của cô. A. À, tỏ thái độ chê. Cô có lời khen cho những bạn nào có cùng lựa chọn giống như cô. Cô có câu số 2. Câu 2, một bạn thích đá bóng, em nói với bạn: "Đánh đàn cũng hay đấy chứ." Thấy vậy bạn em biểu môi nói: "Đánh đàn thì hay gì?" A. tỏ thái độ khen chê. B. phủ định. C thể hiện yêu cầu mong muốn. Cô mời các em đưa ra lựa chọn của mình. Và đây là lựa chọn của cô B, phủ định. Cô có lời khen cho những bạn nào có cùng lựa chọn giống như cô. Câu hỏi số 3, tôi đang học bài, bé Lan đến ôm cổ tôi, tôi bảo Em ra ngoài cho chị học bài được không? A. tỏ thái độ khen chê. B. thể hiện yêu cầu mong muốn. C. khẳng định, phủ định. Cô mời các em đưa ra lựa chọn của mình. Và đây là lựa chọn của cô. B thể hiện yêu cầu, mong muốn. Cô có lời khen cho những bạn nào có cùng lựa chọn giống như cô. Qua tiết học ngày hôm nay, các em đã hiểu rõ hơn về tác dụng của câu hỏi. Câu hỏi không những dùng để hỏi về những điều chưa biết mà câu hỏi còn dùng để bày tỏ thái độ khen, chê, sự khẳng định, phủ định, yêu cầu mong muốn, sự nhờ cậy giúp đỡ hay câu hỏi nêu lên ý kiến của mình. Đó cũng chính là nội dung ghi nhớ của bài học hôm nay đấy các em. Về nhà, các em hãy đọc lại bài và học thuộc nội dung ghi nhớ nhé. Và hoàn thành phần bài tập cô đã giao, đó là bài tập 3C. Và chuẩn bị tiếp bài ở từng 15 nhé. Tiết học của chúng ta đến nay là kết thúc rồi. Cô chào các em cô chúc các em học tập thật tốt nhé